Hello, TV Dũng Quê xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái cây hoa mẫu đơn nhé, mà Dũng đã ghép được 1 năm tuổi này. Vâng thì thưa quý vị các bạn thì cái cây hoa mẫu đơn này Dũng đã ghép được một năm tuổi, chính xác là đến sang tháng 10 âm lịch này thì mới là được 1 năm quý vị các bạn nhé. Có những cành Dũng ra riêng mới ghép, nhưng mà báo cáo quý vị các bạn thì do là thời tiết này, khí hậu năm nay vừa rồi là nó bị sâu đầy, cái sâu đục thân, sâu cuống hoa này rất chi là nhiều, nên là hoa năm nay không được đẹp lắm. Và đặc biệt là trên vườn nhà Dũng thì cái vùng quê nhà Dũng thì các vườn hoa đều thế quý vị các bạn nhé. Đây, sâu bệnh này. Đấy, những cái sâu đục thân nó ăn hết cái nụ này xong rụng. Đấy, đấy. Cứ ăn hết thế này xong nó rụng. Cho nên là xử lý đây, những con sâu nó nằm trong này quý vị các bạn nhé. Và sử dụng thuốc thì thực ra thì báo cáo quý vị các bạn là những cây hoa gần nhà sử dụng thuốc trừ sâu thì Dũng không không thích dùng, mà cũng hạn chế. Đây, đấy, báo cáo quý vị các bạn thế. Cho nên là hoa năm nay nó kém hơn so với năm đợt này, thì đặc biệt năm nay thì hoa mẫu đơn phân chấn rồi thì mọi hoa đều bông nhỏ hơn quý vị các bạn nhé, bông không được to như là mọi năm quý vị các bạn. Thì đấy, thì đây là cây đơn trắng mà Dũng đã ghép được gần 1 năm tuổi, chính xác là được 11 tháng, 10 11 tháng thì nó đã tốt tùm như này. Và để làm sao một cái giam đẹp như này thì Dũng đã cắt giật, là báo cáo quý vị các bạn là đã cắt giật được 2 lần rồi ạ. Còn không thì chắc chắn nó sẽ vươn rất tốt, rất dài. Nhưng mà cái giam nó lại không được đẹp như thế này. Báo cáo quý vị các bạn thế. Thì vì vậy là Dũng đã cắt giật giam được 2 lần rồi ạ. Đây, xong Dũng sẽ đi quay xuống cây gốc cây để cho quý vị các bạn cùng quan sát này. Đấy, là cây phải nói là rất chi là đẹp. Và Dũng ghép 1 năm mà bóng tán như thế này thì báo cáo quý vị các bạn là nó cũng như ý. Thì đặc biệt là do cái thời tiết nó không ủng hộ cho nên là cây phát triển rất chậm. Đây, cây này banh gốc nó rơi vào ngoài 20 tí quý vị các bạn, ngoài 20. Chỗ này chắc là nếu mà chỗ này nó vào 28, nếu đo theo miền Nam thì nó phải trên 30 banh. Còn trên này thì đây, chỗ này rơi vào 20 thì các bạn nhá, giữa tầng 20. Cây rất đô, rất khỏe, rất đẹp. Vâng, thì đây là một cái cây mà ghép được 1 năm tuổi này, 11 tháng tuổi. Đây thì Dũng lại quay tiếp cho quý vị các bạn quan sát thêm cái cây bên này. Đây, đây cái cây bên này của Dũng thì là cũng ghép được cái độ tuổi nó cũng dưa dứa như vậy đấy ạ. Đây. Đây, thưa quý vị các bạn thì Dũng sẽ quay cây này thì Dũng lại quay từ gốc quay lên. Đây, cây hai thân. Đấy nhá, hai thân này là thì hai thân rất song song và rất đẹp. Kiểu dáng cây này là bàn chà, một trực một hoành, một cây cây hoành ra bàn chà thì Dũng ghép đơn nó đỏ văn chấn. Đây, Dũng sẽ quay chi tiết. Rồi, báo cáo quý vị là đây, cây ghép bay cây ra đây. Thì là Dũng ghép đơn cành của văn chấn này. Đấy. Đấy, 1 năm tuổi, chưa được 1 năm tuổi mà cũng lên dăm rất chi là đẹp rồi ạ. Mà là cây chơi được. Báo cáo quý vị các bạn như vậy thì đây Dũng sẽ tiếp tục là đi Dũng cầm máy tay ra tay để sẽ quay trực tiếp cả những cái đây. Đây, một chục một hoành thì quý vị các bạn nhé. Đấy, còn cái trên ngọn là Dũng ghép vàng chanh, báo cáo quý vị các bạn như vậy. Thế còn 1 2 cành đang lên thì tới đây thì Dũng sẽ ghép tiếp vào vàng hường nữa cho cây, làm cây này định làm cây 3 màu, xem nó tách biệt hẳn ra. Báo cáo quý vị các bạn đây. Nhưng mà đặc biệt năm nay thì là do cái thời tiết sâu bệnh nhiều, cây nào cũng thế, nó cứ lên cái là bị sâu đục thân này, nó rất ức chế, sâu đục cúng hoa, cứ gặm hết cúng hoa hết ngọn. Báo cáo quý vị các bạn như vậy. Cho nên là nó nhìn là không được như ý. Vâng, còn thưa quý vị các bạn thì Dũng tiếp tục view sang đến cây cùng cái xốp Dũng trồng, mà trồng cùng nhau mà ghép cùng nhau. Đây, còn cây này là ghép vàng hường, báo cáo quý vị các bạn, nhưng mà ghép vàng hường này đấy, lên mầm cũng rất đẹp rồi. Nhưng cây này thì mãi đến sang tháng đầu năm nay, tháng 2 Dũng mới ghép. Cho nên là đúng rồi, tháng 2, đầu tháng 2 năm nay Dũng mới ghép, cho nên là sự phát triển nó chậm hơn.
Cái vàng hường này chiều cao của nó thì thoát thân rất đẹp. Thoát thân nó rơi vào 1m2. Là cây gốc là đơm trắng quý vị các bạn nhé, cho nên là rất khỏe cây. Vâng, thưa quý vị các bạn thì sang tiếp tục đến đây cũng là một cây đơn Mỹ Cam mà Dũng ghép vào đơm trắng. Thì Dũng sẽ chia sẻ những cây mà Dũng ghép được đầu năm mới gần được 1 năm tuổi cho quý vị các bạn cùng quan sát. Thì có những bạn nói là gốc cây đơn nhung để ghép Mỹ Cam mà nó có bền không? Vâng, thưa quý vị các bạn thì nó vẫn bền cây, nó không hề thay đổi màu hoa quý vị các bạn nhé, không hề thay đổi màu hoa đấy, không hề thay đổi màu hoa. Đây, cái đơn này đây, bàn chấn của Dũng này ghép trên là bông nó vẫn đậm màu, vẫn đẹp như thường quý vị các bạn nhé, vẫn đẹp như ai, cho nên là riêng cái màu thì không thay đổi. Vâng, báo cáo quý vị các bạn thì đây là cây mẫu đơn trắng mà Dũng ghép vàng chanh vàng tuyên quang. Đây, màu sắc của bông vàng đây quý vị các bạn quan sát ở nắng đấy, vàng chanh luôn, vàng rực rỡ luôn, rất chi là đẹp. Cái hoa này nó thay đổi màu, chẳng hạn như mưa nhiều quá thì có thể là sẽ nhạt màu hơn quý vị các bạn nhé. Vâng, báo cáo quý vị các bạn như vậy. Đây, Dũng sẽ quay cái cây này, là cây này thì đặc biệt cây này thì là Dũng ghép lâu hơn, nhưng mà Dũng lại chuyển đi chuyển lại nên cây này Dũng ghép được hơn 1 năm, được 2 năm rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, cây này ghép 2 năm đấy, rất chỉ là to khủng long luôn đấy. Cây này có tổng chiều cao nó rơi vào 2m7, tán rộng là 1m rưỡi. Vâng, Dũng sẽ đi view cái cây vàng hường mà Dũng ghép trên nhà cho quý vị các bạn cùng quan sát. Thì cây này cũng là cây này thì Dũng ở gần nước chăm tốt hơn, cây này cũng ghép được đây, ghép lúc đầu năm đây. Vâng, đây là cái Dũng ghép đầu năm phản hưởng, thì cây này nó gần nhà, nó được nắng mà chăm tốt hơn thì bông rất đẹp, mà bông hoa thì không hề thay đổi. Đấy, chỗ này đứng nó ngược sáng một chút thì quay hơi soi để Dũng để bẻ cái bông này ra cho nó đúng chiều nắng này, quay cho nó thể hiện cái giữa ngoài sân nắng nhé, cho quý vị các bạn quan sát là xem là ghép cây trắng cái màu nó có thay đổi không. Thì vâng, thưa quý vị các bạn thì màu sắc không hề thay đổi. Đây là vàng hường đỏ xanh, hay còn gọi là nó đổi màu quý vị các bạn. Đầu tiên nó mới nở thì sẽ vàng, xong nó chuyển màu phớt hồng này. Đấy, mà trên bông thì nó, trên một bông, trên một cánh thì nó sẽ ra là 2-3 màu. Đấy, vàng hường đổi màu này quý vị các bạn đây. Những cái nụ sắp nở thì nó vẫn màu vàng đấy. Thì Dũng ghép được 1 năm mà cây nó phát triển rất thì là tốt đây. Đấy, cây này thì chuẩn bị Dũng cắt giật 1 lần đấy. Ghép mới cắt giật ra 1 lần, tới đây là sẽ cắt giật, giật tiếp lần nữa. Chuẩn bị Dũng sẽ cắt giật ra 1 lần nữa. Vâng, quý vị và các bạn xem hay nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ kênh giúp Dũng nhé. Quý vị và các bạn trong khi ghép mà làm cây có gì gặp phải trục trặc kỹ thuật thì có thể liên hệ trực điện trực tiếp cho Dũng, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho Dũng theo số máy ở trên màn hình quý vị và các bạn xem ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau ạ.